Chào các cụ nha. Đâu, anh kia mở đâu cửa đâu. Em chém gió một chút về BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Thế các cụ có thấy nó vô lý vô duyên không ạ? Đối với BOT Tân Đệ thì cơ bản là chúng ta chiến thắng rồi. Mỹ Lộc đến bây giờ 5 tháng cũng không thể trả lời. Nhưng cái vô lý và vô duyên nhất từ trước tới nay nó là cái BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Em cũng cân nhắc, lâu nay em cũng cân nhắc là có nên động tới nó không. Nhưng sau khi tiếp xúc với lại Bộ Giao thông, tiếp xúc với lại bên Tổng cục Đường bộ và đọc các cái thông tin của liên quan tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì cái BOT này nên được dẹp bỏ. Với Hoàng tí mình nói sau. Hôm nay là mình thường mình hay nói là nói theo chủ đề. Hôm nay mình nói về cái việc BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Lâu nay chúng ta giống như một con cừu để nó chén lông. Tôi không muốn thành trong mắt mọi người tôi thành người hay đi gây rối ở các BOT và gây rối vào để gây các điều tiếng về chính trị. Thứ nhất là đối với lái xe Hoàng thì chúng ta rầm rộ lên như thế để thứ nhất là gây sức ép lại cho các cấp xét xử để cho Hoàng có thể được thả tự do, vẫn phải tù tội, không thể khó không có đâu. Một số băng rôn nói là Hoàng vô tội. Cá nhân tôi thì tôi không nói đúng sai hay vô tội hay không vô tội. Cũng khá nhiều bài viết, khá nhiều luật sư tham gia, có người thì nói vô tội, người nói không. Nhưng tôi cũng không phải dân luật để có thể đọc ra cái điều khoản nào nói về Hoàng đang bị vi phạm về điều khoản nào. Nhưng nếu Hoàng được thả tự do ngay tại tòa thì đã là điều mừng cho chúng ta rồi. Hôm nay thì em nói một chút về cái BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Em nói một chút về BOT Bắc Thăng Long Nội Bài thì ở đây là gì ạ? Các cụ ở, em điểm danh các cụ ở những tỉnh thành này này. Em điểm danh các cụ ở tỉnh thành này: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. Không phải Hải Phòng, ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, cái gì nữa nhờ, có cái gì nữa không? Em hỏi các cụ ấy, đây Trần Công xuất hiện rồi, chia sẻ cho anh cái, anh nói về BOT Bắc Thăng Long đây. Các cụ có đi qua đấy không? Mà cái BOT này nó là thu cho đường tránh quốc lộ 2. Thế thì hàng chục tỉnh thành không hề đi qua, khách đi ra Nội Bài có đi qua đấy không? Và các cụ vẫn phải ngoan ngoãn đóng phí. Chúng ta quên mất nhiệm vụ của chúng ta là làm cho xã hội công bằng hơn, văn minh hơn. Chúng ta không lợi dụng cái việc đó để tham gia phản đối chính trị. Nhưng ở đây là gì? Chúng ta yêu cầu nó về đúng vị trí của nó. Mà ở đây là chúng ta rất có lợi thế là Bộ Giao thông cũng đã có ý kiến với văn phòng chính phủ, với chính phủ. Thành phố Hà Nội cũng có ý kiến, tổng cục được của bộ có ý kiến mà nó vẫn trì ra. Thế thì chúng ta không đi dù là 10.000 thôi. Nhưng những nhà xe khách thì ở tầm khoảng 70-80.000 gì đấy. Chúng ta không đi chúng ta bị mất tiền. Các bạn có thấy ức không? Có thấy vô lý vô duyên không? Là vì tất cả những câu hỏi chúng ta có thể hỏi nó, hỏi Bộ Giao thông tặng ớ ngay. Vì bản thân Bộ Giao thông cũng muốn giải quyết cái BOT này. Các đại biểu Quốc hội lên tiếng rồi, nhưng mà nó vẫn ì ra.
Nó đầu tư có hơn 500 tỷ mà nó thu hơn 800 tỷ rồi. Thế vẫn thu. Các bạn nói tới bọn chó ấy, thì nó nhiều câu chuyện về chó lắm. Các bạn thấy không ạ? Một ông lái xe ở Tổng cục Đường bộ chỉ vì tố những cái gian lận trong vấn đề xăng dầu, tổ tra nó thanh toán là 50 triệu cho lái xe. Tất nhiên là thanh toán là có Campuchia rồi. Tiền xăng dầu, nãy tôi vừa nhẩm tính, 22 ngày công làm việc từ thứ bảy chủ nhật là còn 22 ngày công. Thế thì ở đây là gì ạ? 50 triệu mà chia cho 22 nó tầm khoảng 2 triệu rưỡi một ngày. 2 triệu rưỡi một ngày tiền xăng. Tôi cũng có xe con, tôi nghĩ tôi đi kiểu gì cho hết được. 2 triệu rưỡi. Một bình xăng bạn đổ một ngày bạn chạy liên tù tì liên tù tì, trừ khi nó uống, nó dừng lại nó uống xăng mới hết được. Thế thì chứng tỏ là lãnh đạo suốt ngày ngồi trên xe. Nhưng cái câu chuyện nó không dừng ở đấy. Nhưng vì ông đấy là ông ấy là người có tâm, ông tố cáo những cái sai phạm là gian lận trong vấn đề xăng dầu. Nghĩa là làm lái xe chỉ được gian lận cái tiền xăng thôi mà. Tất nhiên là nó có một cái định mức thôi, phù hợp thôi. Nhưng mà những ông được thanh toán đến 50 triệu, có ông thì được thanh toán có 30 triệu thì công tố nhau không. 1 triệu một ngày cũng đã là nhiều tiền xăng rồi, đi suốt rồi đấy. Vì lãnh đạo đi đến nơi còn phải họp, đi xa thì đã có máy bay. Đi xa có đi bằng ô tô đâu. Thế thì cái câu chuyện nó không phải, tôi không phải ý nói về xăng. Những câu chuyện tôi ý nói rằng là cái người tố cáo đấy thì trong một cái clip anh em đánh bài có 2.000 để uống bia thì nó đuổi. Nhưng sai phạm 6.300 tỷ thì nó lại được tái bổ nhiệm chức vụ mới. Đấy, Tổng cục Đường bộ đấy. Nên là đối với cái cao tốc Thăng Long Nội Bài này, cá nhân tôi thấy bất bình. Còn các tỉnh thành tôi vừa điểm danh đấy: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, hàng bao nhiêu tỉnh thành. Các cụ có đi qua đấy không ạ? Các cụ có đi qua quốc lộ 2 không ạ? Tại sao vẫn phải ngoan ngoãn đóng tiền? Nên là với BOT này tôi nghĩ tôi một số người đã muốn dẹp bỏ nó rồi. Nên là nó cần phải dẹp bỏ về đúng vị trí, về đúng địa chỉ để thu phí cho hợp lý. Tân Đệ và Mỹ Lộc cơ bản ổn rồi. Mỹ Lộc thì nó đang phương án giảm giá, nhưng mà trước khi giảm giá Tân Đệ thì chắc chắn ổn rồi nhá. Tôi phải chốt lại với các bạn thế. Mỹ Lộc thì 4 tháng nay rồi nó không trả lời được, mà bây giờ nó muốn thu được thì tôi yêu cầu nó phải minh bạch, mà không minh bạch được thì đừng thu. Thế nên còn đối với cái chủ đầu tư của BOT Thăng Long Nội Bài ấy, nó bây giờ như thằng dễ chết rồi, nó bây giờ như thằng dễ chết ấy. Chúng ta cần phải nghiên cứu cả cái người chúng ta định đánh là ai. Nó bị phản đối mạnh mẽ ở trong phía Nam ấy, là cái khu tái định cư. Hàng bao sai phạm, hàng bao gian lận, đã nói về cái ông chủ tịch này rồi. Còn các lái xe, nó do chính các bạn thôi. Một lần gần đây nhất tôi đi thám thính, tôi đi tìm hiểu. Nghĩa là để đánh được chúng ta cần phải tìm hiểu, chúng ta cần hiểu cả thực địa nữa. Chứ không phải đánh BOT mà chúng ta cứ ra chúng ta đỗ xe đâu. Tôi lân la ngồi quán trà đá gần BOT, gần BOT Thăng Long. Tôi ngồi tôi đeo kính lại nhưng cũng không có mấy người nhận ra tôi. Tôi nói về câu chuyện BOT Thăng Long Nội Bài, sao nói như thế mà mọi người không phản đối. Nhưng mà mọi người vẫn còn rất sợ và nhiều người không hiểu nó. Cái BOT này nó rất là cái buồn cười cái nhé. Ông nào đi vào cái quốc lộ 2 đấy
thì đi vào cái BOT này, ông đi vào cái đường quốc lộ 2 cũ ấy, lên đến đấy tầm khoảng 7-8 cây, lại tiếp tục lại một cái trạm thu phí nữa. Thế là ông bị hai lần đóng phí. Còn cái đường cao tốc Thăng Long Nội Bài này là cái đường mà làm bằng vốn ngân sách, chúng ta đã đóng qua phí đường bộ rồi. Thế bây giờ tại sao chúng ta cần phải đóng phí BOT cao tốc Thăng Long Nội Bài nữa? Hà Nội đi sân bay Nội Bài dù có 10.000 thôi nhưng nó vô lý. Cá nhân tôi cũng phải tiếp 10.000 mà tôi phản đối. Nhưng xã hội cần công bằng hơn, văn minh hơn. Chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng mong muốn là được công bằng, được văn minh. Tôi nghĩ rằng để đánh cái BOT này cũng sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ủng hộ, là vì bản thân ông Nguyễn Đức Chung là chủ tịch còn yêu cầu dịch chuyển BOT, thế mà mãi chưa dịch chuyển được. Thì chính quyền không dịch được thì mình dịch. Qua đây thì cũng có đôi lời nhắn nhủ với các nhà xe. Nếu như anh em hoặc phản đối, đỗ xe phản đối, các bạn có tắc đường một chút, các bạn cũng phải thông cảm. Các bạn cũng phải thông cảm vì cái việc đó là chúng tôi cũng như những người thấy bất bình là đấu tranh cho chính các bạn, cho công bằng xã hội. Qua việc của lái xe Hoàng ấy, là khá nhiều người gọi cho tôi rồi là nên né các cái việc liên quan đến chính trị. Nên né các việc liên quan đến chính trị. Tôi cũng có thể khẳng định rằng là việc chính trị là việc của Đảng. Tôi cứ nôm na thế đi. Còn thừa hiểu ai cũng biết nó mùi thế nào thôi. Và tôi cũng không tham gia vào các vấn đề kích động. Việc của lái xe Hoàng, nếu như mà tòa án tối cao lập vì bây giờ là bên tòa án tối cao ấy phải chờ hồ sơ của Thái Nguyên chuyển xuống, thì tòa án tối cao sẽ nhờ các chuyên gia phân tích. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng là lái xe Hoàng đang bị xử quá nặng trong một cái tình huống bất khả kháng. Còn bây giờ nó cho thử nghiệm lại thì trong đầu chúng ta nó không đúng quy luật tự nhiên. Trong đầu chúng ta biết chắc là cái thằng kia đang lùi rồi, thì chắc chắn chúng ta phanh được. Cách 5-70 mét là chúng ta phanh được, hoặc chúng ta đánh lái được, chúng ta xử lý được. Nhưng vì trong đầu chúng ta không biết được tình huống là nó có lùi hay không, nên là cái thực nghiệm lại hiện trường nó cũng không thể chuẩn được 100%. Mỹ Lộc thì đang chờ nó minh bạch, và đương nhiên nó phải giảm giá là cái phương án nó đang đàm phán với lại anh em trạm xã. Nhưng muốn được giảm giá thì cần minh bạch trước. Xem bây giờ trong tay chúng tôi chẳng có cái hồ sơ chó gì. Tôi không thể tin được rằng là 3,9 km thu đến 10 năm mà chưa đủ. Điều đó là điều vô lý. Nên là tôi vẫn có đôi lời gửi Ủy ban tỉnh. Mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhá, nói rằng không có tiền, thế mà cũng có cả 1.000 tỷ để xây bệnh viện bỏ hoang. Nên là những cái thằng mà chi tiêu ngân sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định duyệt những cái đấy ấy, duyệt những cái mà lãng phí như vậy ấy, để bỏ hoang ấy, thì lại tôi lại nói tiếp tục cho hết vào nồi cám, nấu cho lợn. Nấu cho chó ăn. Tôi nói rất vui, anh em ở trong nhóm này có những anh em đang Nam Định đang xem. Tôi không nói người dân, nhưng tôi nói là về quan chức Nam Định. Có người nói với tôi như này: người dân Nam Định ấy, quan chức ấy, nó như một cái buộc khoai, như cái bao tải khoai ấy, bó lại, buộc lại ở trong cái bao ấy, thì nó gắn kết nhau thật chặt. Nhưng chỉ cần tuột bao ra vắt là mỗi củ lăn một hướng. Mỗi củ lăn một hướng. Chó nó có ăn hay không thì không biết. Ví chó thì nó tội cho con chó. Thế thì
mấy ông Nam Định ấy, mà nói rằng là không có tiền đầu tư ấy, mà nó đầu tư lãng phí cả nghìn tỷ một cái bệnh viện nằm không đấy, bỏ không bỏ hoang đấy, chắc chắn còn nhiều công trình nữa. Mà trong đi khi đó 21 km nó làm được, còn 3,9 km nó bỏ ra nó đơm đó của nhân dân Nam Định và nhân dân Thái Bình. Đấy, lãnh đạo các bạn yêu nhân, lãnh đạo các bạn yêu nhân dân ấy, yêu quê hương các bạn đến như vậy đấy. Lãnh đạo Nam Định các bạn ấy. Bọn đại tớ của các bạn đấy. Nó yêu đến cái mức mà nó làm cái đó, nó đơm tất cả chui qua hết vào đấy. Nên là đối với cao tốc Thăng Long Nội Bài này, tôi nhắc lại, người dân Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, một phần của Hải Dương, Thái Nguyên, Phú Thọ giờ các bạn đi đường kia rồi, nhưng nếu bạn đi qua đấy cũng không đi qua đường tránh kia đâu. Phú Thọ, Lạng Sơn, cái gì nhỉ? Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, với mấy tỉnh nữa, tôi chưa nhớ hết các tỉnh. Các bạn có đi qua đó không? Mà các bạn quên mất cái việc là các bạn ngoan ngoãn như con cừu nó xén lông. Thanh Nê Kiến Sương, bạn Xuân Sinh bạn nói là Thái Bình có Thanh Nê Kiến Sương, nhưng các bạn hãy nhìn lại Thanh Nê Kiến Sương đi. Thái Bình cũng buông và Taco không làm gì được vì khi nó bất bình. Bây giờ qua Thanh Nê các bạn có phải mất phí không? Các bạn đến đấy, các bạn ấn đầu xe vào cái chỗ trạm ấy, nó tự mở. Nên đừng nói câu chuyện của Thái Bình. Cá nhân tôi thấy lãnh đạo Thái Bình phù hợp hơn với lãnh đạo Nam Định, gần gũi dân hơn. Khi nhân dân phản đối, họ biết quan tâm hơn, họ biết cái nào họ đứng ngoài, cái nào đứng trong. Nên là đối với cái livestream này, tôi khởi động cái việc phản đối BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Tôi khởi động cái việc đó. Tất nhiên để đánh được nó cần có một kế hoạch, chứ không phải chạy ra đó đóng làn cãi nhau xong rồi về đâu. Việc đầu tiên ấy, để đánh được cái này là phải nêu được cho các bạn biết rằng là các bạn đang bị là con cừu. Nhất là những tỉnh đó tôi đang nói, tất cả những dân những tỉnh đó đều là con cừu để nó chén lông. Trong khi đó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu giải tỏa, Bộ Giao thông có ý kiến, Tổng cục Đường bộ có ý kiến, nó vẫn không giải tỏa. Nên là những cái tỉnh đó các bạn đang là con cừu. Việc đầu tiên các bạn phải xác định là à, lâu nay mình là con cừu. Đúng cừu thật. Ai cũng tôi thực ra là gì, nó thu có 10.000. Và ai cũng quên mất trách nhiệm của mình. Như cái đường đấy, cái đường thằng nào phải chui qua đấy. Đấy, từng đấy tỉnh thành chui qua đấy hết. Có khá nhiều bạn, có khá nhiều người anh, có khá nhiều người em đang nung nấu, ba cho cái chén nước đó, nung nấu vấn đề là phản đối cái BOT này. Đây không phải là ý chí của mình tôi, nhưng mà thông qua cái việc này, cá nhân tôi cũng mong là các hội nhóm lái xe, việc này các bạn không lo, không giống Tân Đệ và Mỹ Lộc đâu. Thứ nhất là gì, các hội lái xe các bạn xem ở đây này, cái BOT này là đã được, các bạn đọc báo đi, các bạn search là BOT Thăng Long Nội Bài đi. Đầu tiên kiểm toán chỉ ra sai phạm, đại biểu quốc hội chỉ ra đặt vị trí vô lý. Cái thứ ba là Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu dỡ bỏ. Cái thứ tư là Tổng cục Đường bộ yêu cầu dỡ bỏ. Cái thứ năm là Bộ Giao thông yêu cầu dỡ bỏ. Năm cái này là sự đồng thuận của chính quyền. Nên là việc các bạn đối với cái BOT này, tôi nghĩ rằng các hội nhóm lái xe nên mạnh dạn tham gia. Các hội nhóm lái xe, có thể là cái Tân Đệ và cái Mỹ Lộc các bạn ngại, nhưng đối với cái BOT này, quyền lợi sát sườn, tôi không nói là quyền lợi các bạn nữa, nhưng mà cái BOT này là cái
bản thân chính quyền muốn dẹp bỏ. Các bạn không có vấn đề gì phải ngại, không vấn đề gì phải sợ. Anh ơi, các xe tuyến không đi cầu Nhật Tân được. Cái câu chuyện đi đường nào không quan trọng. Những cái đường đó là cái đường tôi không đi đường tránh quốc lộ 2, thu tiền của tôi, thì đó là điều hết sức vô lý. Điều đó là điều hết sức vô lý. Điều đó là điều hết sức vô lý. Thế thì chúng ta thử ngẫm nghĩ mà xem. Khi mọi người, tất nhiên là tôi không ủng hộ, tôi không ủng hộ cái việc tranh thủ việc này để làm rối xã hội thêm. Cái đó cá nhân tôi cũng mong muốn, nhưng không làm được. Chúng ta chỉ liên quan tới vấn đề thượng tôn pháp luật. Chúng ta vẫn sống dưới màu cờ sắc áo này, chúng ta thượng tôn pháp luật đã, để từng bước cho nó công bằng xã hội hơn. Chứ nhân dân các tỉnh đó, các bạn quên mất rằng là các bạn đang bị là con cừu để cho nó xén lông. Việc của các hội nhóm lái xe, riêng đối với BOT này, các bạn chia sẻ thoải mái. Là vì bạn, tôi nói thật với các bạn nhé, tôi nói thật với các bạn là khá nhiều người đã nói với tôi rằng là đánh BOT này đi, quan chức đấy. Nhưng trước đây vì BOT Tân Đệ và Mỹ Lộc nó đang rất căng thẳng và tôi không muốn. Nhưng đối với BOT này chúng ta nên phản đối. BOT quốc lộ 5 thì nó gánh nặng ngân sách hàng mấy nghìn tỷ cơ. Nhưng cái BOT này ấy, nó thu khéo thừa tiền bố rồi. Thừa tiền rồi đấy. Đây là mấy bạn đấy, đúng không? Mấy bạn admin của các cái hội nhóm lái xe. Việc này các bạn tham gia nhiệt tình đi, không có vấn đề gì phải sợ. Thượng tôn pháp luật, chúng ta đừng làm cái gì, đừng làm cái gì nó quá đáng. Giống như xuống đó mà gây gổ, xuống đó mà đánh nhân viên trạm phà xả, xuống đó mà nói về vấn đề chính trị, không nên. Nhưng cái vấn đề là gì? Không đi được tránh trả tiền là điều vô lý. Cái chỗ BOT này các bạn chỉ đánh nhẹ cái nó tan. Riêng đối với BOT này, các bạn nên nhớ rằng là trong đất nước chúng ta đang có mấy cái BOT đang chiến thắng. Thứ nhất là gì? Cai Lậy, Bờ Đậu, Tân Đệ, Mỹ Lộc. Bốn cái BOT này là bốn cái BOT đấu tranh bài bản. Bản thân các anh chị ở Bờ Đậu ấy, nếu không có những con người đang đấu tranh ở Bờ Đậu ấy, đã đấu tranh, thì chúng ta vẫn là con cừu để cho nó xén lông. Nên là cái live stream này cá nhân tôi nghĩ mọi người nên hưởng ứng cái việc phản đối BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Nên hưởng ứng là vì cái này cũng không phải là thất hứa với Bộ Giao thông, mà bản thân Bộ Giao thông muốn giải tán nó rồi, đấy, giải tán được. Nó có những cái thế lực ngầm mà nó cứ loằng ngoằng, vì thực ra con gà đẻ trứng vàng. Giải tán xong cái BOT này, khéo ông Thể ông mời tôi lên phòng ông ngồi uống nước chè đấy. Đấy, những cụ ở gần đấy thì chia sẻ giúp cho bạn bè những live stream này. Chia sẻ các live stream này. Nhóm BOT, phản đối BOT Bắc Thăng Long Nội Bài đã được thành lập, và chắc chắn
Thật ra là gì? Chính quyền thì sợ tiếng nói của nhân dân, sợ sự đồng thuận thôi. Chính quyền không sợ ông Hà Văn Nam hay ông Trần Đình Sang hay là sợ một số blogger đâu, không sợ. Nhưng mà khi mà chúng ta làm những cái việc mà được cộng đồng ủng hộ, chúng ta làm được những cái việc mà cộng đồng ủng hộ thì chúng ta yên tâm. Còn nếu mà cá nhân tôi là người tiên phong, đôi khi có vấn đề rủi ro cũng phải chấp nhận, cũng phải chấp nhận. Những người dân đang ở gần cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài, nếu chúng tôi có xuất hiện, các bạn cứ ra live stream hộ. Nhưng mà lúc live stream thì đừng có phản đối chế độ chính quyền gì hết. Cứ đề nghị làm ở đâu thu tiền ở đó, bạn cứ thế bạn nói cho tôi. Không thể có cái chuyện, dù là tất, các bạn phải nên nhớ này nhé, tất cả các BOT để thu tiền ở đấy đều được các cấp chính quyền đồng ý. Nhưng là khi đấy là dư luận không biết. Ngày xưa nó đồng ý, chúng ta đâu có biết. Chúng ta cứ nghĩ là cái đường đấy nó đang thu hoàn vốn ở cái đường đấy. Giống như cái cầu Tân Đệ thế, ngày đầu tiên tôi cứ nghĩ là nó thu cho cái cầu Tân Đệ. Cái Mỹ Lộc cũng thế, tôi cứ nghĩ là nó thu cho cả tuyến đường 25 km. Hóa ra là tòi ra là toàn vớ vẩn hết. Đối với việc của lái xe Hoàng, em biết là bên các anh chị bên kiểm viện kiểm soát đang xem. Đối việc của lái xe Hoàng thì lúc mà bên viện kiểm soát tối cao có động thái rút hồ sơ đó, là em cũng biết rồi, cũng có người cho em biết, nhưng đó cũng là ý tốt, đó là ý tốt. Thế thì đối với việc của lái xe Hoàng ấy, là nếu như mọi người mà không muốn nó rầm rộ lên thì tòa án tối cao nên lập một cái hội đồng nhanh, sớm và nhanh để coi như trấn an dư luận. Chẳng như là tôi thì ai thì cũng mong là lái xe Hoàng vô tội, và tôi cũng là người mong như thế. Nhưng nếu thành quả thực sự là thành quả, lái xe Hoàng được thả tự do luôn tại tòa, giảm mức bồi thường, đó là kết quả đáng mừng. Cá nhân tôi rơi nước mắt mừng cho lái xe Hoàng được hòa nhập lại với cộng đồng, có cơ hội làm lại cuộc đời, có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi cũng không hiểu cái thằng nào nó duyệt cái dự án cao tốc Thái Nguyên, duyệt bản vẽ thiết kế, nó duyệt ngu đến như vậy. Cái đường làn rừng khẩn cấp ấy, nó không đỗ được nửa cái thân xe. Tôi nói ngày qua tôi nói rồi, đứng đái, chỉ đứng đái không ấy, mà chổng mông ông nào mà mông to to không cong là xe nó cũng quẹt mất cả mông. Mà trong khi đó cái lai ở giữa, cái làn ở giữa nó vẫn còn để rất là rộng. Cái làn khẩn cấp là phải đỗ đủ một thân xe. Tôi không biết ai là những người duyệt như thế. Và cái những cái mạng người mất như này, bốn người mạng người mất như này cộng lại với cái việc một ông cảnh sát giao thông hôm trước mà đứng ở đường bị toạch ấy, bị chết ấy. Vì đấy có đường nào nữa, xe nó có một làn đấy, nó đi thì còn đâu nữa mà đỗ khẩn cấp. Thế thì những cái thằng mà duyệt thiết kế này nợ những người, những cái mạng người đó do lỗi thiết kế. Không ai thiết kế kiểu thế bao giờ. Còn bên viện kiểm soát, thật ra là quyền hành trong tay các anh. Bây giờ nói viện kiểm soát tối cao với tòa án tối cao ấy, quyền hành trong tay các anh. Nhưng lái xe Hoàng nếu bị giam tù 2 năm cũng là cái giá khá đắt phải trả rồi. Bị giam tù 2 năm cũng là cái giá khá đắt phải trả rồi. Thì nên có quyết định trả như là tù 2 năm giam giữ và thêm 1 năm tù treo thôi ạ. Thôi tôi cũng cứ thật thà tôi nói thế, là 1 năm tù treo đi chẳng hạn, không cần phải tù giam giữ nữa, thả luôn tại tòa. Tôi nghĩ là cả cộng đồng đã vỗ tay rồi. Tất nhiên là về phía luật sư và một số người còn đang mong muốn là Hoàng vô tội cơ. Nhưng tôi thì
Đây là quan điểm cá nhân nhé, không phải quan điểm để lôi kéo tập thể. Đấy là tôi đã mừng lắm rồi. Còn hơn là 8 năm, hơn là 6 năm. Là vì nó cùng một hệ thống pháp luật, nó cùng một hệ thống chính quyền. Chúng ta không thể có cách nào khác. Nhất là bây giờ ông chánh án tòa án tối cao, ông lập một cái hội đồng. Ông lập một cái hội đồng. Và nếu thực nghiệm tại hiện trường, thực nghiệm tại hiện trường mà chúng ta trong đầu chúng ta sản sinh ra cái hành vi là chắc chắn xe kia đang lùi, thì 50 mét chúng ta vẫn còn có cơ hội nhé. Tôi không dám nói vì tôi không phải lái xe công, tôi không phải lái xe công. Nhưng nếu trong đầu chúng ta sản sinh ra cái vấn đề là chúng ta biết chắc chắn rằng là nó đang lùi, thì có thể có cơ hội. Vì tôi không lái xe công nên tôi không biết. Rồi có cơ hội giảm thiểu va chạm. Va chạm chắc chắn vẫn xảy ra, nhưng có thể giảm thiểu. Nhưng vì chúng ta đang bon bon trên đường, chúng ta đang bon bon trên đường và chúng ta không hình dung được là ông ấy đang lùi hay đang tiến hay như thế nào, hay đang đỗ. Là vì cái tốc độ là đo là 62, nhưng cộng thêm cái tốc độ của ông lùi nữa. Ở view của ông lùi tốc độ tầm 30 giảm, lên mẹ 90 rồi. Và cái khoảng cách đấy không thể để chúng ta kịp giữ. Nên là khi mà thực nghiệm lại hiện trường ấy, thì thực là khó. Vì trong đầu chúng ta biết chắc là thằng kia đang lùi rồi, thì chúng ta mới có tình huống có thể có cách xử lý tốt hơn được. Còn trong đầu chúng ta mà không biết rằng là chúng ta đang lùi, thằng đấy đang lùi, thì chẳng còn cách nào để xử lý như lái xe hoài. Nên là nếu Hoàng được thả tự do ngay tại tòa, cá nhân tôi cũng thấy mừng lắm rồi. Cá nhân tôi cũng thấy mừng lắm rồi. Đi ở đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Em nói bậy tí nhá. À, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Khu nào mà buồn tẻ thì phải đi khoảng chục cây. Nó có cái đoạn mà quay đầu ấy. Nó có đoạn quay đầu ấy. Cụ tạt sang cái làn mà nó lai ở giữa ấy, cái làn đường giáp giải phân cách ấy. Nó có cái chỗ đấy. Các cụ xuống đấy và chỗ đấy là có nhà vệ sinh công cộng. Các cụ mới tẻ được. Chứ còn từ đầu cao tốc Hà Nội Thái Nguyên không có chỗ nào đủ đỗ một thân xe. Cụ nào mà đứng đãi bậy là xe quẹt mất mông. Là vì nó quá bé. Nên là những cái mạng người mà đã bị mất ở trên cái đường này thì đều do lỗi của thằng thiết kế hết. Không, đấy là quan điểm cá nhân của tôi bạn Đặng Thanh Tuyền ạ. Ai thì cũng mong. Nhưng bên cạnh đó nó nảy sinh ra vấn đề là tiền à án lệ, nó nảy sinh ra án lệ. Giống như kiểu là bạn sẽ hình dung như này. Nó sinh ra án lệ là thằng lùi gì mày sai gì tao cứ được quyền đâm. Và câu chuyện các bạn nhớ cái chuyện ngày xưa gọi là hung thần không? Hung thần là những cái xe ba chân bốn chân gì đấy, cái xe mà chở vật liệu ấy, nó chạy cứ rầm rầm. Nếu ngày xưa mà không hình sự hóa vấn đề là lái xe, ngày xưa là chỉ cứ một mạng người nhân ra 30 hay 50 hay 100 triệu là xong. Nếu không hình sự hóa vấn đề là tai nạn giao thông thì các hung thần đó vẫn cứ băm băm và nhiều mạng người vẫn lên đường. Vì họ chỉ đèn cái xong, đôi khi đang ngấm ngoài nó còn đè phát cho chết. Có những trường hợp đó, có, tôi không dám nói đấy, nhưng có những trường hợp như thế. Và nó sẽ thành ra một cái án lệ. Án lệ là mày sai ở trên đường cao tốc, mày lùi tao đâm chết. Nên là nếu Hoàng được thả tự do ở phiên giám đốc thẩm, thực ra 2 năm cũng đã là quá nặng rồi. Lỗi do người khác gây nên và vô tình liên đới. Thật ra tôi đấy có thể, tôi đấy biết là nó nằm trong điều khoản bao nhiêu. Nó bây giờ khó nhất của mấy ông luật sư là đấy đưa vào cái điều khoản nào được. Một là vô tội, vì cái luật của mình nó chưa hoàn thiện. Một là vô tội, hai là có tội. Có tội thì vào cái khung nào. Thì cái khung mà giữ khoảng cách an toàn là cái sai nhá. Không làm chủ tốc độ cũng không đúng nha, vì tôi vẫn đang đi 62. Nên là cái khó của bên tòa án là chưa biết đưa vào cái khung nào. Không biết đưa vào cái khung nào.
Nhưng vào khung nào đi chăng nữa, nếu bạn ấy bị 2 năm, từ nay đến hôm giám đốc thẩm thì tầm hơn 2 năm rồi, hơn 2 năm. Và tôi nghĩ thôi thì cũng tặng thêm cho bạn ấy 1 năm án treo để về với gia đình luôn, đã là mừng lắm rồi. Tôi đấy là cá nhân tôi mừng đấy, chứ tôi không ý nói cộng đồng. Vì cộng đồng thì còn nhiều người đang mong muốn là Hoàng vô tội và tòa án còn phải đền tiền cơ. Nhưng khó đấy. Điều đó là điều vô cùng khó. Chúng ta đừng đòi hỏi cái gì nó khó quá. Giống như kiểu là ở Tân Đệ và Mỹ Lộc ấy, bây giờ mà đòi hỏi rằng là trả tiền tôi từ năm 2009 đến 22, vì đúng không? Các cụ nhớ có những lần tôi live stream tôi bảo như này: bố tôi chưa từng đi ở cái đường đó mà lần nào, đến năm 22 bố tôi mất. Thế thì bố tôi đã đi được lần chó nào đâu, thế mà bố tôi vẫn phải đóng tiền. Thế thì tôi chưa sử dụng dịch vụ tôi vẫn đóng tiền. Nếu về nguyên lý là tôi được quyền đòi, tôi được quyền đòi tiền. Cũng có khá nhiều người nói và gọi điện cho tôi, nói rằng là nên đấu tranh để Hoàng trắng án. Nhưng bản thân tôi không thấy có cửa. Và cá nhân tôi vẫn nói theo cách hiểu của tôi thôi. Đây là cách hiểu của tôi nhé. Đây là quan điểm của tôi và cách hiểu của tôi. Tôi không bảo là cái hiểu biết pháp luật của tôi là mọi người phải theo. Nhưng nếu tôi chỉ cần là nếu trường được Hoàng được ra ngay đã là mừng lắm rồi. Đấy, tôi đã mừng lắm rồi. Tại sao tòa án tối cao phải lập hội đồng giám đốc thẩm và mời chuyên gia? Họ không hoàn toàn có thể chỉ cho, nếu mà nó có những cái sai phạm của tòa án, họ hoàn toàn có chỉ ra luôn và Hoàng trắng án. Nhưng biết đâu là cộng đồng mạng lên tiếng mạnh mẽ, Hoàng có thể được trắng án thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng. Alo, đang có tiếng việc ở ngoài đường, đi cắt tóc có chứ đâu, lúc đi mua nước xong đã cắt đâu, con nó đang chờ đấy. Em phải trốn ra ngoài này, nhà vừa gọi về ăn cơm, em bốc phét là đấy, em vừa đi cắt tóc, em cắt từ lúc chiều nhưng giờ bốc phét là em đi cắt tóc, khổ thế đấy. Ơi chưa cắt xong rồi về hả? Đang cắt. Đấy, em đang cắt tóc đấy. Thôi em cũng về nhà ăn cơm đã. Nhưng mà cái không phải lừa, nếu mà nói là lại đi đấu tranh này kia, thật ra là gì, người thân của mình hôm trước em phân tích rồi mà, em phân tích để đấu tranh giống như đấu tranh cho trường đấu tranh cho Hoàng ấy, thì không vấn đề gì, nó không liên quan đến quyền lợi của ai. Là vì bản thân Hoàng ấy là tòa có thể tuyên 5 năm 10 năm hay là tuyên trắng án hay là tuyên gì thì cũng không ai mất cái gì, tòa có thể tuyên bất kỳ kiểu gì cũng được. Nhưng đối với BOT là nó một sự thất thu, nó liên quan đến một cái lợi ích nhóm khá lớn, nó liên quan đến lợi ích của nhóm quá lớn. Thế thì để đấu tranh được BOT thì thứ nhất là đầu tiên bạn phải bản lĩnh, bạn vượt lên chính mình, vượt lên chính bạn. Bạn thứ hai là bạn phải hiểu biết pháp luật để đấu tranh lại được với các lực lượng chức năng, trong đó là có lực lượng công an. Là vì bạn nào đấu tranh BOT chắc chắn công an sẽ đến nhà bạn, chắc chắn.
đến nhà bạn. Thật ra họ chả đầy làm cái gì, họ cứ hỏi họ vợ tên con họ, mà em làm gì, vợ chồng con cái làm gì. Nhưng mà tôi, riêng tôi ở Mỹ Lộc với Tân Đệ là tôi bị 4-5 lần cơ, 4-5 lần, cả Nam Định là 6 lần. Và việc thứ ba, bạn phải thắng được là gia đình bạn, người thân bạn. Không, nhóm này vợ không có. Có, nó đã bảo là đang live stream rồi, nó không có nhóm này. Vợ tôi không có trong nhóm này, chứ không là nó điện nó chửi luôn ấy. Đừng có lừa, ghê lắm, đánh đá lắm. Đừng có lừa, bạn phải thắng được ba cái đấy. Gia đình, cái yếu tố giống như anh mấy anh em được năm là đang bị yếu tố thứ ba này là nhiều. Đang bị yếu tố thứ ba. Đối với cái hai mươi bốn trên bốn, đối với cái thứ ba, đối với lại cái Bắc Thăng Long Nội Bài này, nó sai phạm quá nhiều rồi. Nghĩa là cơ quan chức năng bất bình. Tôi nghĩ rằng là không có BOT nào nhá, trong tất cả BOT cả nước không có BOT nào mà Bộ Giao thông, Tổng cục Đường bộ, lãnh đạo thành phố có ý kiến yêu cầu dịch chuyển. Không có BOT nào. Duy nhất BOT này là được sự đồng thuận từ các cấp chính quyền. Nên các hội lái xe, các bạn hoàn toàn tự tin chiến đấu đi. Thôi, em đi cắt tóc. Bây giờ cắt xong rồi. Ồ thế đấy. Đấy. Ngày qua là live stream với lại cái anh Sang đẹp trai. Tự nhiên ông ấy đẹp trai hơn, đâm ra mình tự ti. Nên hôm nay phải đi sửa sang luôn cho bảnh trai. Chứ không là xấu dai là chết. Chúng ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Chúng ta vẫn phải tiếp tục lên tiếng phản đối cái việc tòa án Thái Nguyên đã xử lái xe Hoàng, đòi lại sự công bằng cho bạn ấy. Đòi lại sự công bằng cho bạn ấy. Là vì hôm nay là khá nhiều xe đã bắt đầu dán rồi. Nếu các bạn dán gấp 10 lần như thế hay gấp 100 lần như thế, tôi thề là sang tuần có kết quả của lái xe Hoàng. Dù là đang họp quốc hội, tòa án tối cao, những người ở nhà tư vấn cho tránh án tòa án tối cao, tránh án thì vẫn đang phải ở tòa mà. Đang ở quốc hội, họ vẫn tiếp tục hỗ trợ các bạn về vấn đề của lái xe Hoàng. Thế thôi nhá, em bon mồm thế thôi. Đấy là em cũng phải nói lại rằng đấy là quan điểm cá nhân của em với đối với việc của lái xe Hoàng. Đấy là quan điểm cá nhân. Và các bạn đang muốn đấu tranh để Hoàng được tráng án, chúng ta vẫn giữ quan điểm của chúng ta. Mỗi người có một quan điểm và giữ quan điểm. Và quan điểm của tôi là như thế cũng đã tốt cho Hoàng rồi. Đấy là nghĩa là tôi biết cầm chừng là tôi đấu tranh đến được vậy thôi. Tôi đấu tranh được đến vậy thôi. Còn những bạn mong muốn lớn hơn, hoặc là người thân của Hoàng mong muốn là Hoàng được tráng án, thì chúng ta vẫn giữ quan điểm đó để đấu tranh. Là vì cái các bạn đòi hỏi còn lớn hơn cái mong muốn của tôi. Thì đương nhiên là các bạn mà thắng thì cái mong muốn của tôi nó nằm trong đó rồi. Nghĩa là đương nhiên tráng án thì là còn lớn hơn cái mong đợi của tôi mà. Chứ không phải là tôi chỉ mong được như vậy. Nhưng mà cá nhân tôi nếu được như vậy tôi đã mừng lắm rồi. Đây này. Đây có cụ nhìn này. Đố cụ nào dịch được cái gì? Các cụ chờ em tí nhá. Từ từ đã. Đây là có một đội bên bảo hiểm, nó gọi em. Bảo hiểm với vụ xe của Hoàng. Alo. Này cái vụ đấy thì thế nào? Đúng không? Thì nhá. Thì cái người ngồi trên xe ấy, người ta sẽ được đền là 50 triệu cho
một người tức là 50-50 thôi. Ờ. 50-50 thôi, tức là bảo hiểm chỉ để cho một người là 50 triệu. Ờ. Không giới hạn số người đúng không? Ờ. Đấy, còn cái xe đấy bảo hiểm nó cũng đền sửa cả cái xe đấy nhưng cũng chỉ là 50-50 thôi. Sao lại 50? Cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì giới hạn của nó chỉ có 100 triệu thôi mà. Là như thế nào nhỉ? Ờ. Cái xe container nó tông vào cái xe Innova đúng không? Ờ. Cái xe Innova bị hư hỏng đúng không? Ờ. Thì nó chỉ đền cho cái xe Innova đấy. Không, nhưng mà nếu còn có bảo hiểm ấy nữa, còn cái bảo hiểm tài sản nữa. Không, từ từ để người ta nói chứ. À à à. Cái xong. Ok, đây ngồi bạn đây này đấy. Nói đi. Thì cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự là cái bảo hiểm mà có mấy trăm nghìn mà tôi biết cho cậu. Rồi. Ừ, đấy, thì là bảo hiểm đấy nó sẽ đền. Đền là 50-50 trong trường hợp là chưa xác định được lãi đúng hay sai đúng không? Ừ. Thì là sẽ là 50-50. Cái thân vỏ và kể cả người. Ừ. Nhá. Ừ. Còn cái bảo hiểm thân vỏ của cái xe container ấy. Ừ. Thì nó chỉ đền cho cái xe container thôi, nó không đền cho cái xe bên thứ ba. Ừ, đúng. Đấy, nó chỉ thế thôi. Còn cái bảo hiểm mà ví dụ như là trong cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự nó có một cái liên xanh nữa. Ừ. Mà cái người xe Innova kia kìa, người ta mua, người xe Innova nó mua nhá, thì bảo hiểm nó sẽ đền cho cái người cho những cái người mà bị thiệt mạng hoặc là bị tàn tật như thế ở trong cái xe Innova đấy, là tùy theo mức trách nhiệm người ta mua. Ví dụ người ta mua là 10.000 thì mức trách nhiệm chỉ được 10 triệu thôi, mất mà 100.000 thì là mức trách nhiệm là 100 triệu. Đấy, nhưng mà với điều kiện là cái xe Innova đấy nó có mua cái đấy, nhưng mà thường là rất ít người mua cái đấy. Ờ. Vì nhưng mà quá số người, nó chở quá số người thì sao? Tôi đang quan tâm cái đấy. Đấy, trong trường hợp quá số người đấy, quá số người quy định là được 50-50 đấy. À, 50-50 à? Ừ. À. Quá số người quy định thì nó phải chế tài là còn 50-50. Ừ. Còn nếu không quá số người quy định là nó vẫn mất 100. Cậu này thì cậu Hoàng này cậu như mua xe là mua xe vay ngân hàng thì thằng nào chả có cái bảo hiểm tài sản. Đấy là bảo hiểm thân vỏ. Ờ. Đấy không phải tài sản, đấy là bảo hiểm thân vỏ. Thì nó sẽ sửa xe cho đúng không? Đúng rồi. Nó sẽ sửa xe cho cái xe container đấy thôi. Ok, hỏi lãnh đạo rồi đấy hả? Rồi, trưởng phòng rồi đấy. Bảo hiểm đấy nó sẽ sửa cho cái xe container đấy thôi, bởi vì cái xe container đấy nó không bị sai. Ừ, ok, thế để tôi tí tôi gọi lại nhá. À. Thật ra cái việc của Hoàng này tôi còn quan tâm tới cả vấn đề là vì bản thân gia đình Hoàng rồi còn đang không biết là bảo hiểm nó sẽ hỗ trợ như thế nào. Tất nhiên là đây là nó sẽ phải dựa theo luật thôi. Tôi có nói hay không thì nó vẫn cứ phải theo luật thôi, chứ không phải tôi nói mà nó định hướng theo cái của tôi được. Thì nếu như cái xe cái như này này, tôi giải thích các bạn như này. Cái xe Innova ấy, nếu nó chở đúng 7 người, tai nạn này mà xảy ra thì bảo hiểm sẽ đền 100%. Cái mức tối đa nhất là đối với những người tử vong, và những người tàn tật thì sẽ tùy theo mức độ. Nó sẽ đền đầy đủ. Nhưng đen cái ở cái này này, trong Innova này đen cái là ông lại còn chở quá cái số người quy định. Thì ngày hôm qua đầu tiên ấy là một số bảo hiểm nói với tôi rằng là nó đã thanh toán được đồng nào đâu. Thì tôi nghe thế rồi tôi giật mình thì tôi bảo chết cha rồi. Nếu như thế thì ví dụ như là bây giờ nó đang bắt Hoàng đổi thường khoảng 300 triệu, nghĩa là hôm tới có thể bắt bồi thường 300 triệu, thì tôi đang nhầm trong đầu là bốn người, nghĩa là tối đa được 100 triệu, mà bốn người được 400 triệu. Hoàng tông mà Hoàng cũng là ví dụ như là bản án nó vẫn kết luận hàng bị tụi tôi mà, thì được 400 triệu thì vẫn còn đủ tiền để thanh toán cho bốn gia đình kia. Nhưng mà sau khi tôi nghe cái thông tin là bạn cái xe Innova nó chở quá số người quy định thì nó không được bồi thường tí nào, thì tôi rất lo lắng việc đó. Và tôi cũng đã đi nhờ một số bảo hiểm, nhưng mà tôi không phải nhờ nhân viên đâu. Tôi đề nghị là bạn phải đọc cho tôi tất cả những cái tài liệu, và bạn phải hỏi sếp bạn. Trong trường hợp tất nhiên là không phải thể hỏi cái thằng bảo Việt được, phải hỏi các bảo hiểm khác, chứ bảo Việt có thể nó cãi thì hỏi các bảo hiểm khác. Đấy thì nó nói luôn là về trong luật là bạn sẽ được hỗ trợ 50%. Nghĩa là vì bạn cái thằng đen bực cái là cái thằng này nó lại chở quá số người quy định, chứ không là được bồi thường 100%. Thế thì nó quá số người quy định thì bảo hiểm nó chỉ thanh toán 50%. Thanh toán 50%. Thì đối với xe của Hoàng này thì qua cái phiên tòa
thì tôi biết là Hoàng mua của ngân hàng. Mà đã mua ngân hàng thì tôi cũng đã mua xe ngân hàng, tôi hiểu. Thì việc đầu tiên bàn cho xe nước vậy. Việc đầu tiên là Hoàng chắc chắn phải mua bảo hiểm thân vỏ. Thì cái xe của Hoàng sẽ được bồi thường. Xe của Hoàng sẽ được bồi thường. Bồi thường chắc là 100%. Nếu Hoàng sai. Còn nếu Hoàng đúng thì Hoàng còn phải bỏ ra 50%. Nghĩa là Hoàng mà trắng án ấy. Hoàng mà trắng án ấy thì cái cậu Sơn kia phải bồi thường sửa xe cho cậu Hoàng. Nếu cậu Innova kia mà có mua bảo hiểm, xe Innova kia có mua bảo hiểm thì bảo hiểm của cái thằng xe Innova sẽ phải đền bồi thường cho cái chỗ này, nó hơi lòng ngoằng, sẽ phải bồi thường cho cái xe container này. Đấy, nếu mà trắng án với không trắng án nó còn liên quan tới bảo hiểm nữa cơ, thì cái xe của Hoàng sẽ được bảo hiểm phải sửa chữa làm mới 100%. Và bốn người kia với lại những người bị thương thì bảo hiểm sẽ phải thanh toán, vì bảo hiểm trách nhiệm dân sự mà. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ phải thanh toán 50%. Thì thôi 50% còn hơn là 0% nào. Thật ra là tôi hay live stream ở quán nước chè. Tôi hay live stream ở quán nước chè. Nếu ra mà chỉ uống một chén có 3.000 mà ngồi bốc phét. Ngồi bốc phét ở đây ấy, người ta ghét. Uống có mỗi cốc nước chè ngồi chém gió, nên là phải uống cố lấy 2-3 chén để tầm 10.000. Có cụ hiểu ý không ạ? Không, chị Hoa Nguyễn ơi, ngày hôm qua ấy là em nghe một số thông tin, mà bản thân người nhà em điện cho bạn Thúy. Bạn Thúy vợ của Hoàng ấy thì cũng nói là không hiểu sao bảo hiểm họ không tham gia phiên tòa, vì quyền lợi của họ là liên quan tới vấn đề tài sản của họ đấy mà họ không tham gia. Thế em hơi giật mình. Đi đéo đâu, đang đi lành phành ra các bạn ngồi đấy. Về ngã tư Sở. Về đây bây giờ cứ ngồi chờ đấy nghe hết. Không, Hoàng mua nhưng cũng may là ông mua xe ngân hàng, nên là buộc ông phải mua bảo hiểm thân vỏ và ông được bồi thường rồi đấy. Cũng may là mua ngân hàng, không mua ngân hàng là thường là bớt đi mà. Thôi cái chuyện đấy thì nó sau một tí. Em cũng cắt tóc hơi lâu rồi, em phải về thôi. Chào các cụ nhá. Cũng mong là điều tốt đẹp nhất đến với lại gia đình Hoàng. Thật ra đấu tranh như này không phải là đấu tranh cho mình Hoàng, mà đấu tranh cho thấy rằng là sau này có những việc bất bình, chúng ta có chỗ chúng ta nói. Tôi nghĩ rằng là khi luật an ninh mạng luật an ninh mạng có hiệu lực, cái cách nói của tôi cũng sẽ phải điều chỉnh thôi. Có thể nhé. Nhưng chúng ta vẫn Facebook không rời Việt Nam thì chúng ta vẫn có chỗ để biểu cảm. Bây giờ cậu mà gọi trong tớ mà chung tớ không nghe thì chúng ta tớ bật lên sẽ có của gọi nhớ và lưu tên tớ là nhà con tia. Nhà em chào các cụ nhá.